Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Đa phần thì em sẽ sử dụng Zalo. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát, phí ship là 30.000 cho 2kg đầu tiên, các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc, địa chỉ vườn lan bên em, tổ dân phố Tân Phúc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu một số mặt hàng lan luôn có trong vườn của em nhé. Một loại địa lan tiếp theo em giới thiệu các bác là cây địa lan mạc thu các bác nhé. Cây địa lan mạc thu này thì cái dòng này thì nó cực khỏe luôn, dễ trồng, dễ cho hoa, dễ chăm sóc, gần như là các bác có thể bỏ bê đi chơi không quan tâm gì tới nó vẫn sống, không phải chăm sóc nhiều giống như các loài lan khác đấy. Một chậu mạc thu này thì em để với giá là 150.000, cây rất to và khỏe nhé, đang lên mầm này. Đây, xoay cho các bác xem cái mầm của nó này, khủng khiếp luôn đấy. Gần như không có cái chuyện thối hiếc gì đâu, tại vì cây rừng nó khỏe lắm. Đây em đã thuần rồi. 150.000 nổ chậu các bác nhé. Tại vì chậu to với em trồng bằng đất đá làm ra là nó nặng, em không ship đi được đấy. Nóng cả chậu thì nó cước nó rất là cao rồi. Cái lan thì nó giá trị nó cũng bình dân thôi đấy. 150.000 một chậu nhá. Nổ chậu gửi cây địa lan mạc thu thì hoa của nó sẽ giống dòng mạc đấy. Màu cánh gián hoặc là màu ánh xanh, ánh vàng các bác nhé. Hoa to và thơm, cần hoa nó dài á, nó cao đến gần 1 mét cơ đây này. Đây các bác ạ, đây, cần hoa nó dài lắm. Giới thiệu với các bác, đây là cái cây lan dáng hương rẻ quạt các bác nhé. Em đã thuần ở trong chậu rồi, đây. Thuần chậu ổn định rồi, đây. Đây là mặt hoa của dáng hương rẻ quạt đây. Nó ra hoa vào thời điểm từ hè đến kéo dài đến thu nhé. Có những cây nó sẽ ra hoa vào mùa thu đấy, nhưng mà chính vụ của nó là mùa hè cơ. Đây. Những chậu rẻ quạt này, hàng thuần này thì em để với giá là 250.000 các bác nhé. Đóng cả chậu gửi này. Đây. Đóng cả chậu gửi rẻ quạt, lá nó xếp rất là đẹp luôn. Cây cực kỳ dễ sống, dễ cho hoa. Những chậu ít cây hơn như thế này, cây to hơn này cũng là 250 các bác nhé. Đây. Rẻ quạt này. Dáng hương rẻ quạt hay dáng hương quạt cũng đều tên của nó cả các bác nhé. Đây. Để các bác chăm thêm sang năm ra hoa đây. Cây thuần rồi, đây, dễ bám chít chít đây. Đây. Rất là dễ sống các bác nhé. Giới thiệu các bác một cái giống lan là cây hạc đỉnh nâu các bác nhé. Cây hạc đỉnh nâu hay là cây hạc đính nâu thì tên của nó cũng đều là đúng như thế đây. Hoa của nó thì ra hoa vào dịp Tết đây. Cần hoa cao và dài. Bông hoa cấu tạo như con hạc đang bay nên các cụ ngày xưa mới gọi là câu là hạc đính là như vậy đây. Cây này thì em để với giá là 230.000 nhé, đóng cả chậu gửi này. Trồng trên đất này. Trồng trên đất này. Nó có 3 cụm củ đấy, mỗi cụm thì khoảng 2 củ rồi đấy. Đây. Hạt đỉnh nâu các bác nhá. Đây. $230.000 một chậu, đóng cả chậu gửi. Cái hàng này thì rất là dễ trồng, dễ chăm sóc các bác nhá. Đây. Hạt đỉnh nâu. Hoa to và thơm ra hoa dịp Tết. Giới thiệu với các bác một loại lan tiếp theo là cây hồ điệp ấn các bác nhé. Cây hồ điệp ấn này thì em đã thuần chậu ổn định rồi. Đây. Hồ điệp ấn này thì hoa nó khá là đẹp các bác nhé. Hoa nó khá là đẹp luôn này. Hoa to và nó lở hoa tầm khoảng gần 1 tháng đấy các bác. Có nghĩa là nó những cái bông hoa đầu tiên lở ra thì sau khi tàn thì những bông hoa tiếp theo nó tiếp tục lở tiếp. Cần hoa của nó lở hoa liên tục các bác đấy. Hồ điệp ấn thì rất là dễ trồng các bác, người trồng ở nơi râm mát là được đấy. Hoa của hồ điệp ấn thì nó có màu vàng và có những cái sọc đỏ trên cánh hoa rất là đẹp đấy, hoa to các bác nhé. Đây. Hồ điệp ấn thì rất là dễ trồng thôi, trong năm người bác đều trồng được. Các bác có thể bóc ra ghép bỗ cũng được hoặc là trồng chậu như em cũng được nhé. Một chậu một cây như này em để với giá là 90.000 này, đóng cả chậu gửi này. Đây. Hàng thuần đẹp rồi đấy. Cây như này nó rất là dễ sống đây, rễ của nó bám chi chít cả ra ngoài luôn thành chậu này các bác. Đây. Hồ điệp ấn các bác nhá, 90.000 một chậu một cây, đóng vào chậu gửi.
Giới thiệu các bác cái loại lan tiếp theo là một loại lan hồ điệp rừng, có tên gọi là hồ điệp kim vinh các bác nhé. Hồ điệp kim vinh thì cây này nó ít hơn cái cây hồ điệp ấn kia trong tự nhiên này. Hồ điệp kim vinh thì em để với giá là 90.000 một chậu một cây như này, đóng vào chậu gửi này, này dành cho những bác nào thích chơi hàng độc lạ đấy, ít người biết đến này. Đây là cái ngồng hoa của hồ điệp kim vinh, đây nó chuẩn bị ra hoa rồi. Hoa nó sẽ bé hơn hồ điệp ấn, hoa nó sẽ có màu trắng và ánh tím các bác nhé. Đây, cây hồ điệp kim vinh này rất là dễ sống, các bác để chỗ râm mát nhé, tránh nắng trực tiếp nhé, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được cây hồ điệp kim vinh. Đây em sẽ chọn những chậu nào nó có hai cây gửi cho các bác này. Đây, chậu nào có hai cây thì em vẫn để với giá là 90.000 nhé các bác nhé. Đây, kim vinh rất là dễ sống thôi, lại trồng đá bọt cũng sống và trồng vỏ thông cũng sống các bác nhé. Đây, đá bọt bám hết mà, cái loại hồ điệp rừng này ghép gỗ cũng được, về các bác bóc ra ghép gỗ cũng được các bác nhé. Đây, loại lan tiếp theo em giới thiệu các bác là cây hoàng yến tím các bác nhé. Cây hoàng yến tím này thì nó ra hoa vào mùa xuân, hoa màu ánh tím các bác nhé. Chùm hoa nó giống như thằng hỏ hàng cam ấy, nhưng mà nó màu tím, nó rất là đẹp, cây cực kỳ dễ sống và cho hoa, rất là dễ cho hoa các bác nhé. Gần như năm nào em trồng là cũng hoa lở chi chít luôn, đợt vừa rồi nó tàn hoa này các bác này. Đấy, hoàng yến tím này 180.000 một chậu, đóng vào chậu gửi hàng thuần rồi đấy. Em thuần chậu nó bám chi chít vào mặt chậu đây, đây về mặt chậu nhựa đây. Đây, cây thuần lâu năm thì nó mới được như thế các bác nhé. Đây, về các bác chỉ việc tưới thôi, không phải làm gì cả. Đây, hoàng yến tím các bác nhé. Giới thiệu các bác cái loại lan tiếp theo đó chính là cây hoàng thảo nghệ tâm các bác nhé. Cây hoàng thảo nghệ tâm thì nó ra hoa vào mùa xuân này, cuối mùa xuân đầu mùa hè đấy. Hoa của nó sẽ có màu hồng hồng một chút, hồng hồng vàng vàng cam cam các bác nhé. Đấy, nó ba cái màu sắc đấy, nó tùy từng cái cây đấy. Này, hoàng thảo nghệ tâm này rất dễ trồng và dễ cho hoa. Này, cây dạng là thân thòng các bác nhé, nhưng mà thân nó bé thôi, nhưng sức sống của nó cực khỏe luôn, không có thối thiếc gì đâu cả. Này, mà đẻ ki rất là khỏe, đẻ mầm rất là khỏe. Một bảng giớn này thì em để với giá là 200.000 một bảng giớn các bác nhé. Hàng thuần rồi, em đóng cả chậu gửi cho bác này. Hoa cũng thơm lắm, rất là thơm luôn đấy. Giới thiệu các bác một cái loại phong lan rất là đẹp, đó là cây dáng hương tam bảo sắc nhé. Hoa trắng tím Điện Biên. Đây là hàng Tây Bắc nhé. Hoa sẽ có màu trắng tím chứ không phải là dòng hoa vàng của miền Trung đâu. Đây, loại này thì em đã thuần rồi, thuần sẵn rồi, cây rất là xanh đẹp rồi. Một cái bảng giớn to như này thì em để với giá là 300.000 một bảng giớn các bác nhé. Đây, 300.000 một bảng giớn dáng hương tam bảo sắc này. Đây, ghép trên giớn rồi, đóng cả bảng giớn gửi. Đấy, cái bảng giớn ở trên kìa. Đây, 300.000 nhé. Hoa to và thơm các bác nhé. Đây, cây này rất là dễ sống, về các bác treo ở nhà nào như nhà biệt thự các thứ treo thì rất là đẹp luôn. Đây, giới thiệu các bác là một cây hoa nó rất là đẹp, đó là cây cẩm cù tên lửa các bác nhé. Cẩm cù tên lửa này thì nó ra hoa vào mùa hè này, thời điểm này này. Đây, hoa của nó rất là đẹp, đường chùm như này, hình mỗi bông hoa là hình như gần như là một cái tên lửa ấy các bác ạ. Đấy, hình dạng của nó rất đặc biệt đấy, và chùm hoa này các bác nhìn rất là đẹp luôn đấy. Cây này rất dễ trồng và dễ sống các bác nhé. Một chậu như này này em để với giá là 90.000, em đóng cả chậu gửi cho các bác này. Cẩm cù tên lửa đây, rất dễ trồng và dễ cho hoa các bác nhé. Về các bác cứ tưới ẩm thoải mái, cây này nó ưa ẩm mà các bác. Ở trong tự nhiên thì nó mọc hay mọc ở cái hốc cây ấy. Này, giới thiệu các bác cái loại lan hài tiếp theo là cây hài gấm các bác nhé. Cây hài gấm thì một chậu thuần như này em để giá 50.000 một chậu, đóng cả chậu gửi đấy. 50.000 một chậu như này, đóng cả chậu gửi này. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Lan hài gấm. Hài gấm thì hoa của nó màu vàng, có những cái đốm chấm đấy ở trên cánh hoa, nó rất là đẹp đấy. Hoa to nhé các bác nhé, có mùi hương, nhưng mà nó không phải hương thơm mà nó hơi kiểu chua chua một chút đấy. Đấy, hài gấm cây rất dễ trồng, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được nhé, dễ trồng và dễ cho hoa đấy. Nếu mà chăm tốt nó lên cái bộ vân lá tiếp theo nó rất là đẹp này. Đây, một loại lan hài tiếp theo em giới thiệu các bác là cây hài vệ nữ các bác nhé. Cây hài vệ nữ này thì ra hoa
vào mùa xuân các bác nhé. Cây nó rất dễ trồng và dễ chăm sóc đấy. Một chậu hài vệ lữ này em để với giá là 50.000 này các bác này. Đây cây nó đang ra rễ rất là đẹp luôn này, em trồng dớn này. Đây. Hài vệ nữ này. Giá của chậu là 50.000 ba chậu, của chậu gửi cây, còn hàng thuần rồi là 50.000 một chậu. Thuần này các bác nhìn đẹp nhá, xanh mướt luôn. Đây. Dễ trồng, dễ chăm sóc nhé. Cây này là một trong những giống lan hài dễ trồng nhất đấy và dễ cho hoa nhất rồi. Đấy. Bác nào mới tập trồng lan hài thì chơi giống lan hài vệ nữ này nữa, cây nó xanh nó rất là đẹp các bác nhé. Giới thiệu các bác loại lan tiếp theo là cây hài hương các bác nhé. Cây hài hương thì em sẽ có tùy từng chậu các bác nhé, các bác thích chậu to cũng có này. Chậu to này giá tùy theo từng chậu này, còn những chậu cây như thế này thì em để với giá là 280 các bác nhé. Đây, một cây to như này 280 này, cây này cũng thế 280 các bác nhé. Đây. Nóng cả chậu gửi nhé, hàng thuần rồi. Hài hương thì hoa rất là thơm, hoa cánh trắng đẹp. Đặc biệt là cái hoa của nó là lâu tàn các bác nhé, đấy, hương thơm và lâu tàn lại có thể chơi một tháng được. Đây, đây là những cây trưởng thành rồi, về các bác chăm thì sẽ ra hoa các bác nhé. Đây, cây em thuần dễ liếc ổn định hết rồi. Đây, nóng cả chậu gửi cho các bác. Đây, hài hương. Đây. Cực kỳ dễ trồng, trong năm ngoài Bắc để trồng được các bác nhé. Đây. Hàng em thuần rồi, về các bác chỉ việc tưới thôi cả. Đây là một cái giống lan hài nó cũng quý hiếm đấy, do vậy là giá nó sẽ cạnh tranh hơn so với các giống lan hài bình thường kia. Một loại lan tiếp theo giới thiệu các bác là cây hài Jacky nhé. Cây hài Jacky của em là cây hài hàng đã thuần rồi đấy, trên một năm rồi đấy. Cây nó rất là đẹp đấy, đây em chăm cho các bác xem này, cây to như này đấy. Là 100.000 một chậu một cây như này nhá, đóng cả chậu gửi này. Đây. Hài Jacky thì hoa màu xanh, hoa thơm to, ra hoa dịp Tết các bác nhá. Đây. Cái giống này thì lá nó rất là đẹp luôn đấy, lá nó mềm mại hơn thằng hài giáp và cái vân của nó cũng đẹp đấy. Hài Jacky thì em sẽ chọn những cái chậu lá đẹp như này gửi cho các bác này. Đây. Hài Jacky các bác nhá. Hài Kim Tây Nguyên các bác nhá. Hài Kim Tây Nguyên này thì hoa của nó màu vàng, có những cái sọc màu nâu rất là đẹp đấy. Giá em bán là 50.000 một chậu, đóng là chậu gửi các bác nhé, hàng thuần rồi nhé. Hay Kim Tây Nguyên, còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây đấy. Kim Tây Nguyên đây em đã tách ra từng thân hoặc là hai thân một, nó cũng rất là đẹp rồi đấy. Về các bác chỉ việc chăm tưới thôi đấy. Cái này thì nó ra hoa vào mùa xuân các bác nhé, đấy. Thậm chí là có những cây nó ra hoa trúng Tết đấy, Kim Tây Nguyên ạ. Một loại lan tiếp theo giới thiệu các bác là cây hài mốc hồng các bác nhé. Cây hài mốc hồng này thì em đã thuần rồi đây. Em đã thuần rất là đẹp rồi đây. Một chậu từ 2 đến 3 cây đây. Em sẽ chọn những chậu 3 cây gửi cho các bác đây. Giá 50.000 một chậu đây. Còn giá nhổ chậu đấy là hàng thuần, đóng vào chậu gửi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 3 chậu, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hài mốc hồng đây. Cây nó cũng rất là dễ trồng, đặc biệt là cái là hài mốc hồng này thì lá, mũ vân lá của nó đẹp đây. Hoa của hài mốc hồng cũng rất là đẹp các bác nhé. Hoa của nó màu hồng này. Nhất là cái lắp hài, cái túi hài của nó to đùng luôn. Hài dâu Pháp các bác nhé. Hài dâu Pháp thì cái chậu này còn một cây như này thì em để với giá là 200 các bác nhé. Đóng là chậu gửi này. Đây. Lá không hề bị lỗi đâu các bác nhé. Đấy. Chẳng qua là cây nó to mà em trồng lên chậu nhỏ thôi. Đây. Hàng thuần rồi dễ nó ra bọc ổn định như này các bác này. Đấy. Chẳng qua là cái tư thế nó hơi xấu một chút thôi, và nếu mà các bác nào lấy thì em sẽ sang chậu to cho các bác, xong em cố định cây vào nhìn nữa để khác ngay, khác bọt ngay các bác ạ. 200.000 cái chậu hài dâu Pháp này nhé. Hài dâu Pháp thì hoa của nó đặc trưng là màu nâu này, và nó ra nhiều bông hoa trên một cần hoa các bác nhé. Đây là một cái giống lan hài ngoại đây, lai tạo và rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ cho hoa đây. Lan hài Sukakuli. Hài Sukakuli là một giống lan hài ngoại nhé các bác nhé. Nó ở rừng của Lào đấy. Em đã trồng thuần được một năm rồi đấy. Và cây nó lên cứng cáp rất là đẹp đấy. Một chậu hài Sukakuli em để với giá là 150 một chậu các bác nhé. Một cây như này, đóng vào chậu gửi này. 150 một chậu đấy. Sukakuli, tất nhiên là em sẽ chọn những cái cây nó to gửi cho các bác đấy. Đây những cây như này, 150 một chậu này, một cây như này. Còn giá nhổ chậu là 80.000 một cây, nhổ chậu gửi các bác nhé.
Thì em muốn khuyến khích các bác là mua hàng thuần theo chậu này về, các bác chỉ việc tưới thôi, thì giá thể các thứ này em đã set up ổn định hết rồi. Đấy. Hai Sukakuli. Hoa của Sukakuli thì hoa của nó xanh và cái cánh đài của nó có những cái chấm rất là đẹp các bác nhé. Giới thiệu các bác là lan hải táo các bác nhé. Lan hải táo đây, cây thì em đã thuần rồi này, rất là đẹp đây rồi này. Vườn của em thì còn khá nhiều hải táo các bác nhé. Đây. Hải táo này hàng thuần như này là một chậu một cây như này em bán với giá là 50.000 một chậu một cây các bác nhé. Và giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi có nghĩa là được ba cây ấy. Đây. Cây thì em sẽ chọn to như này cho các bác này. Những cây bé như này thì em chưa gửi, anh em chọn những cây to này, em thuần là đẹp sẵn rồi. Đây. Đóng cả chậu gửi các bác về, các bác chỉ việc tưới thôi. Hải táo thì nó rất là dễ trồng, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được các bác nhé. Và hải táo thì hoa nó ra vào thời điểm xuân hè, đa phần thì sẽ mùa hè một chút nhé, cuối xuân đầu hè đấy này. Hoa thì có những màu hồng và màu xanh, nó rất là đẹp này. Đặc biệt là cái hải táo này nó dễ trồng các bác nhé, này, cực kỳ dễ trồng luôn này. Hải trần liên hàng thuần rồi các bác nhé. Hải trần liên hàng thuần rồi thì em để với giá là 50.000 một chậu một cây như này. Đây, hàng thuần rồi đây. Cây nó lên đẹp rồi, thuần một năm rồi, lên đẹp rồi các bác nhé. 50.000 một chậu một cây, còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, có nghĩa là được ba cây nhổ chậu gửi. Trần liên thì hoa nó khá là đặc biệt này, hai cái cánh đài của nó quăn quăn này. Hoa của nó có thể là nghiêng về màu đỏ nhiều hơn hoặc là nghiêng về màu vàng nhé các bác nhé. Đây. Tất nhiên nó sẽ có những màu sắc khác, nhưng màu sắc chủ đạo của cái hải trần liên này màu đỏ màu vàng đấy. Trần liên này nó ra hoa vào mùa thu các bác nhé, vào mùa thu. Cây rất dễ trồng các bác ạ. Trong Nam ngoài Bắc đều trồng được. Một giống lan hải tiếp theo em giới thiệu các bác là cây hải cốc si các bác nhé. Cái hải cốc si này thì em bán giá hàng thuần là 50.000 một chậu đấy, đóng vào chậu gửi này. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi cây đấy. Cây thuần đẹp rồi các bác nhé. Về các bác chỉ việc tưới thôi và chờ hoa. Thời điểm hải cốc si ra hoa mùa thu. Đó, cốc si nó sẽ có màu vàng nâu các bác nhé, nó nghiêng về màu vàng nhiều hơn đấy. Cốc si này thì hoa cũng khá là đẹp đấy, dễ cho hoa, dễ trồng các bác nhé. Đây. Em khuyến khích các bác là mua cái hàng thuần của em về, các bác chỉ việc cưới thôi, không phải làm gì cả đấy. Chậu của em trồng là chậu phi 10 nhá các bác nhá, chậu phi 10, 10 cm ấy đấy. Đấy. Vừa đủ so với cái cây này rồi đấy. Cốc si. Hải đuôi công các bác nhá. Hải đuôi công thì cây thuần như này em bán với giá là 50.000 một chậu một cây như này các bác này. Đây. Hải đuôi công. Đuôi công thì hoa nó rất là đẹp đấy. Cái cánh đài trên của nó như hình hoa văn nó như trước đuôi công ấy, nên gọi là hải đuôi công là như vậy này. Một chậu thuần đấy, 50.000 thôi, giá rất là phải chăng rồi. Giới thiệu các bác một loại lan hải tiếp theo là cây hải giáp các nhé. Cái hải giáp thì em đã thuần chậu rồi đấy. Hải giáp thì em chỉ còn hàng thuần thôi, 50.000 một chậu một cây như này các bác nhé. Đóng cả chậu gửi này đấy. Hải giáp thì cho hoa vào dịp xuân nhá, dịp Tết là nó cũng ra hoa các bác. Đấy. Cần hoa rất là dài. Hoa thì có màu xanh này, có những cái sọc đen ở bên trong cánh. Hoa thơm, đặc biệt là hải giáp, giáp mà rắc kỳ hoa thơm lắm. Đấy. Dễ trồng, dễ sống, dễ chăm sóc các bác nhé. Giới thiệu các bác một loại lan tiếp theo, đó là lan hoài hằng. Một loại lan là rất là quý hiếm và giá cả đang ngày càng tăng lên theo thời gian các bác nhé. Đấy. Trước kia thì em bán với giá 500.000 một chậu một cây như thế này. Đấy. Hải hằng bản lá từ 3 đến 4 cm các bác nhé. Đấy. Đa phần chỗ này sẽ là 3 cm, còn 5 đến 6 cm thì nó ở dưới này. Đấy. Rất nhiều những cây hải hằng em ghép đá rất là đẹp các bác nhé. Đấy. Bác nào thích chơi hàng tác phẩm em cũng có, mà chơi hàng trồng chậu này em cũng có các bác nhé. Cây em thuần ổn định rồi đấy. Dễ là giá thì tùy theo từng cây nhé, bác nào có nhu cầu như thế nào thì có thể inbox cho em theo số điện thoại 086882 5909 này đấy, hoặc là Zalo dùng số điện thoại ấy luôn, em sẽ chụp hình quay phim gửi cho các bác riêng từng chậu một các bác nhé. Giá thì em sẽ thương lượng đấy, tại vì giá nó sẽ biến động đấy.
Tất nhiên là những cái cây này nó cũng không đến tiền triệu đâu bạn này, nhưng mà nó cũng không có mức giá nửa triệu như đợt trước em bán nữa đây. Và bác nào thích cây to ở dưới thì em vẫn có nhá, đây, cây to rất to luôn đây, hoặc là những cái tác phẩm đẹp này, hải hằng không nhá, hải hằng thì hoa miễn chê rồi, hoa to và thơm lâu tàn đấy, hoa màu vàng đấy. Về những cây này đa phần là nó chưa được sổ các bác nhá, nó chưa được viết mặt hoa, đâm ra là về các bác xổ số được, chúng những cái bông nào đỏ thì nó rất là giá trị này. Còn bác nào mà có nhu cầu mua nhiều thì em cũng có nhá, hải hằng đấy, em có thể bán cả vườn cho các bác được, tất nhiên là giá nó sẽ rất là nhiều tiền đấy. Hải hét man các bác nhá, hải hét man thì cũng là một giống lan hải rất là quý hiếm đấy, và phân bố ít trong tự nhiên đấy, nó chỉ mọc ở khu vực Tây Bắc thôi đấy. Hải hét man này thì em để với giá là 90.000 một chậu một cây như này các bác nhé, đây 90.000 một chậu một cây như này đấy. Và những chậu nó to nó có hai cây như thế này, mầm thì em gọi là khuyến mãi thêm đấy, là 150.000 các bác nhé, đây 150.000 nhé. Hải hét man, đặc điểm của hải hét man này thì nó rất là dễ sống đấy, trong Nam ngoài Bắc được trồng thuần được, dễ cho hoa, và hoa của nó sẽ có màu nâu đỏ các bác nhé, của hải hét man này màu nâu đỏ này đấy. Nhìn lá của nó rất giống hải cốc si hay là hải henry, nhưng mà cái hoa của nó khác nhau các bác nhé. Đây, cây hàng thuần rồi, em chỉ bán hàng thuần đấy, không bán hàng nhổ chậu nhé. Đây, cây này nó hiếm nên ra là đây, kể cả những cây như thế này em vẫn để giá là 90.000 một chậu một cây như này, đóng vào chậu gửi các bác nhé. Giới thiệu cho các bác một loại lan tiếp theo, đó chính là cây hải helen các bác nhé. Cây hải helen này thì nó ra hoa vào mùa thu, hoa màu vàng rất là đẹp, tuy cây có bé thôi nhưng mà hoa rất to các bác nhé, nó cân đối so với cây. Cây em đã thuần được một năm rồi, đây các bác nhìn này, lá nó lên đẹp này, em sẽ đóng gói những cái chậu mà nó có cái cụm như này về cho các bác dễ chăm này. Hải helen này nó bé nên là thời gian ban đầu nó khó trồng lắm, nó hay bị chết các thứ, thì khoảng nửa năm trở đi thì cây nó ổn định rồi thì nó mới vào form của chậu rồi, nó cây dễ nó ra rồi thì nó mới đẹp được các bác nhé. Đấy, từ đầu nhìn thì nó xác sơ đấy, đây em thuần nó đẹp rồi, 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi hàng thuần rồi, còn giá cho chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Em khuyến khích các bác là mua cái hàng thuần 50.000 một chậu về các bác chả phải làm gì cả đấy, mà cây nó ổn định đấy các bác nhé. Đây, 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Một loại lan hải tiếp theo em giới thiệu các bác là cây hải henry nhé. Những cái chậu hải henry này hàng thuần này em để với giá là 50.000 một chậu đấy, 50.000 một chậu đây, các bác xem là cái bộ rễ của nó lên rất là ổn định đây, đây rất là đẹp luôn đấy. Để trồng một năm rồi thì nó mới được như thế các bác nhé. Hải henry thì hoa nó rất là đẹp, hoa của nó nghiêng màu đỏ nhiều hơn đấy, cái cánh trên thì có những cái chấm chấm đen rất là đẹp các bác nhé. Đây, hoa to này, cái này là chưa biết mặt hoa đâu, về các bác sổ hoa các bác nhé. Henry này ra hoa vào thời điểm mùa thu này đấy, một giống lan hải rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được các bác nhé. 50.000 một chậu như này, đóng vào chậu gửi này, còn giá một chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Đây, một loại lan hải tiếp theo giới thiệu các bác là cái lan hải hồng các bác nhé. Cái lan hải hồng này thì nó ra hoa vào mùa xuân này, giá em bán là hàng thuần các bác nhé. Đây, chậu cây bé thì sẽ giá là 50.000, còn chậu cây to thì sẽ giá là 100.000 các bác nhé. Đây, hải hồng 100.000 chậu cây to, còn cây bé thì là 50.000 đấy. Cây này cây to này 100.000 một chậu đấy. Cây này cây to là 100.000 một chậu này đấy. Cây bé như này thì năm hàng giống này là 50.000 đấy. Hoa của nó cánh trắng nhá, bên trong của nó có màu hồng, phớt hồng rất là đẹp đấy. Và các bác nào may mắn thì sẽ được có những bông hoa hương thơm các bác nhé. Giới thiệu một cho các bác một loại địa lan nữa, đó chính là chun lan. Chun lan này có nguồn gốc rừng Hà Giang nhé, và ra hoa vào dịp Tết đấy. Hoa to và thơm nhé, hoa của nó sẽ có màu hồng hoặc là màu ánh xanh hoặc màu ánh vàng các bác nhé. Đấy, nó ám ấy, ám màu như thế đấy. Thi thoảng thì sẽ có những chậu chun lan hoa xanh dạng hoa đột biến nó đẹp đấy. Tất cả những chậu chun lan ở đây thì có hai chậu này là biết mặt hoa bình thường thôi, còn những chậu này là những chậu chưa biết mặt hoa các bác nhé. Em đã thuần ổn định rồi, giá hàng thuần này em để với giá là 250.000 một chậu, đóng vào chậu gửi các bác nhé. Về các bác chỉ việc tưới thôi,
Cái giống lan này nó rất là dễ sống, lại là thân lá nó lại nhỏ như thế này đây. Đấy, thân lá nó nhỏ như này, dành cho bác nào thích cái thân lá nó nhỏ đấy. 250.000 một chậu, đóng là chậu gửi. Một loại địa lan tiếp theo giới thiệu các bác là cây địa lan mạc thu các bác nhé. Cây địa lan mạc thu này thì cái dòng này thì nó cực khỏe luôn, dễ trồng, dễ cho hoa, dễ chăm sóc, gần như là các bác có thể bỏ bê đi chơi không quan tâm gì tới nó vẫn sống, không phải chăm sóc nhiều giống như các loại lan khác đấy. Một chậu mạc thu này thì em để với giá là 150.000, cây rất to và khỏe nhé, đang lên mầm này. Đây, xoay các bác xem cái mầm của nó này, khủng khiếp luôn đấy, gần như không có cái chuyện thối hiếc gì đâu, tại vì cây rừng nó khỏe lắm. Đây, em đã thuần rồi đấy. 150.000 nổ chậu các bác nhé, tại vì chậu to với em trồng bằng đất đá làm ra là nó nặng, em không ship đi được đấy. Nóng cả chậu thì nó cước nó rất là cao, cái lan thì nó giá trị nó cũng bình dân thôi đấy. 150.000 một chậu nhé, nổ chậu gửi cây địa lan mạc thu thì hoa của nó sẽ giống dòng mạc đấy, màu cánh gián hoặc là màu ánh xanh, ánh vàng các bác nhé. Hoa to và thơm, cần hoa nó dài á, nó cao đến gần 1 mét cơ đây này. Đây các bác ạ, đây, cần hoa nó dài lắm. Giới thiệu các bác là một loại địa lan rất dễ trồng và dễ chăm sóc, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được. Cây cho hoa to và thơm, đặc biệt là nó có sức sống cực kỳ là khỏe. Đấy là cây địa lan tứ thời các bác nhé. Địa lan tứ thời. Cây địa lan tứ thời này nguồn gốc là vùng Sơn La. Hoa rất to và thơm nhé. Và ra hoa vào từ mùa hè đến mùa thu các bác ạ. Đây. Một chậu địa lan tứ thời này thì em để với giá là 150.000. Em nhổ chậu gửi cho các bác nhé. Đây. Đây. 150.000. Cây đang có mầm này. Đây. Cây cực kỳ dễ sống luôn. Tại vì em trồng chậu, em trồng bằng gạch đá các thứ nó nặng quá, nên ra là em sẽ nhổ chậu gửi cho các bác. Cây này thì nó rất là dễ trồng, không ưa kén gì khí hậu cả các bác nhé. Đây. Giới thiệu cho các bác một dòng địa lan tiếp theo, đó chính là cây Caran nhé. Địa lan Caran, cái này thì hoa màu xanh, nó thuộc giống Hàn Lan đấy các bác, ra hoa màu xanh này. Và cần hoa rất là dài. Đây. Hàn Lan này thì nó sẽ ra hoa vào mùa cuối mùa thu, đầu mùa đông nhé, và sang xuân một chút này. Caran này này. Caran thì nó cũng rất là dễ trồng thôi. Đấy, một chậu này em để giá là 200.000 một chậu, đóng là chậu gửi, hàng thuần rồi nhé. Lá nó cũng mỏng và lá nó mềm, nó không mỏng nhưng mà mềm và nhỏ các bác nhé, địa lan Caran. Giới thiệu các bác một cái dòng địa lan tiếp theo, đó chính là địa lan Mạc Xuân nhé. Đây là Mạc Xuân rừng hàng xổ số, chưa biết mặt hoa các bác nhé. Hàng xổ số chưa biết mặt hoa, đây, em đã trồng thuần rồi. Đây, về các bác chờ hoa vào dịp Tết và chờ gặp may. Đây. Mạc Xuân bây giờ thì hoa của nó có thể là màu cánh gián, màu xanh đây, hoặc là màu ánh vàng. Tuy nhiên là cái kết cấu hoa rồi là cái hoa văn bên trong bông hoa nó cũng quyết định cái giá trị của mặt bông. Đây. Nó còn nhiều yếu tố khác để xác định được cái giá trị mặt bông đấy. Thì các bác chơi xổ số thì tùy duyên thôi các bác nhé. Đấy. Nhiều khi là chỉ còn khoảng chục chậu thôi cũng xổ ra được bông đẹp rồi, nhưng có khi có cả hàng trăm chậu nó chả được cái bông đẹp nào cả. Đấy, đấy là tùy duyên các bác ạ. 100.000 một chậu, hàng thuần này, đóng vào chậu gửi các bác nhé. 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Bác nào không quá cầu kỳ về giống lan thì thích chơi những cái dòng xổ số thế này thì em để với giá là 100.000 một chậu này. Đây, đây, đây ạ, 100.000 một chậu này. Đây. Giới thiệu các bác một loại địa lan tiếp theo ở trong vườn của em, đó chính là cây địa lan Xuân Hè Sơn La các bác nhé. Địa lan Xuân Hè Sơn La là cái giống địa lan nguồn gốc ở Sơn La, và nó ra hoa vào cuối mùa xuân đầu mùa hè. Hoa của Xuân Hè Sơn La thì cần hoa của nó sẽ là màu xanh đấy. Hoa ánh xanh các bác nhé. Hoa xanh và có mùi hương rất là thơm đấy. Lâu tàn, hoa cánh bầu các bác nhé. Và có những cái sọc màu đỏ ở trong cái cánh của hoa đấy. Đấy. Cây rất dễ trồng và dễ chăm sóc đấy. Đặc biệt là cái loại này nó chăm lâu thì thân củ nó phình to lên rất là đẹp đấy. Một chậu như này có 6 thân này đấy. Những mầm này là tính là thân được rồi đấy. Cái này mầm nhỏ hơn thì em tính là 5 thân đấy. Đều đồng giá là 350.000 một chậu các bác nhé. 350.000 một chậu Xuân Hè Sơn La. Đây. Chậu này cũng 350.000 này. Chậu bên trong cũng 350.000 nhé. Có vẻ dày cây hơn một chút. Đây. Đây.
chậu em sẽ đóng, nếu lấy các bác sẽ lấy cái chậu này 350 nghìn này, em sẽ đóng cả chậu gửi cho các bác này. Đây các bác chỉ việc tưới thôi, không phải làm gì cả. Dòng này thì rất là dễ sống nhá, trong Nam ngoài Bắc đều trồng thuần được nhá. Nó là một cái dạng giống như tứ thời ấy mà. Đây. Tứ thời nó có nhiều giống khác nhau mà các bác nhé. Một dòng địa lan nữa giới thiệu các bác là cái đại kiều nhá. Cái đại kiều này thì em để giá là 250 này. Nó có 4 thân. Cái này cũng tính là thân rồi. Đây. Đại kiều lá kẻ nhá. Đại kiều lá kẻ nhá, cái này là hàng Trung Quốc này. 250 chậu này, đóng là chậu gửi đây. Hoa của nó thì cũng gần như là đại kiều cổ thôi này. Hoa cũng cần xanh. Hoa xanh to và thơm lâu tàn các bác nhé. Đây. Đặc biệt là nó có lá kẻ này. Đây. Em trồng thuần rồi các bác nhé. Đây. Chậu này thì nó ít thân hơn này. Cái đây có hai thân này. Hai thân một mầm này. Thì em để giá là 150 này. Cái thân này nó hơi bị nghiêng một chút này. Đại kiều cổ thì vẫn có nhé. Đại kiều cổ đây. Chậu này có hai thân này. Hai mầm như này cũng tính là hai thân rồi. Chỗ này thì là 600 các bác nhá, 600 đại kiều cổ tính là 4 thân này. Đây. 600 nghìn đây. Nhổ chậu gửi nhá, trồng chậu sứ là không đóng được cả chậu đâu các bác ạ. Địa lan cẩm tố các bác nhá. Cẩm tố hay là hoàng cẩm tố nó vẫn thế đây. Như chậu này thân nó bé thì em để với giá là 300 nghìn một thân. Chậu này 3 thân thì là 900 này. Cẩm tố này, hàng cổ ấy các bác nhé. Còn cái thân to thì giá nó sẽ khác nhé. Thân to thì em vẫn có nhé. Nó ở trên vườn trên kia cơ. Đây, đây là thân này, thân nó bé hơn, 300 nghìn một thân. Chậu này là 900 này. Đây. Bác nào lấy thì em đóng vào chậu gửi. Về các bác chỉ việc chăm thôi. Cẩm tố này về các bác luyện củ, thân lá nó to lắm. Đây. Đây. Cần hoa màu xanh. Hoa màu xanh và hoa to này, cần nó dài, cần cẩm tố rất là dài, nó cao về trung bình nó phải tầm mét cơ. Những cây to phải hơn mét này. Địa lan cẩm tố các bác nhé, này. Một trong những dòng địa lan truyền thống hoa xuân ngày xưa các cụ chơi và rất là quý hiếm. Này. Giới thiệu các bác một cái dòng địa lan nữa, đó chính là cây đông lan nhé, thuộc dòng địa lan truyền thống ngày xưa các cụ chơi. Này. Đông lan này thì nó ra hoa vào dịp giáp Tết nhé, vào mùa đông nhé. Đây. Nên tên gọi đông lan là như vậy, nó là một giống mà. Đây. Hoa của nó thì ánh vàng xanh các bác nhé, ánh vàng xanh và hoa to và thơm. Đây. Các bác nào chơi dòng truyền thống thì chơi cái giống lan này, 200 nghìn một chậu, đóng vào chậu gửi. Nó thuộc dòng mặc đấy, nhưng mà nó ra hoa vào mùa đông cơ. 200 nghìn một chậu, đóng vào chậu gửi các bác nhé, đông lan, hàng truyền thống. Giới thiệu cho các bác một loại địa lan ở trong vườn của em rất sẵn có là cây bạch ngọc châm hương các bác nhé. Cây bạch ngọc châm hương này thì ra hoa vào mùa thu, chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Đây. Đây là một trong những dòng địa lan thuộc dòng truyền thống ngày xưa các cụ chơi. Đây. Dòng hè thu, cây nó rất là dễ sống. Những cây này trong Nam trồng hoàn toàn ra hoa và được bình thường các bác nhé. Đây. Vì nó là cái giống kiểu gần như tứ thời các bác. Đây. Cái thân củ nó rất là đẹp, cây rất là dễ sống. Đây. Bạch ngọc châm hương thì em để với giá là 100 nghìn một chậu. Nhưng mà 100 nghìn một thân. Nhưng mà tùy từng chậu nhá. Ví dụ như cái này. Cái thân này một lá thì em không tính này. Đây 1 2 này, hai thân và hai mầm này. Thì em để giá là 200 các bác nhá. Đây. Như chậu này em để giá là 200 này. Đây. 200 nghìn này, đấy. Bạch ngọc châm hương. Chậu này cũng thế, hai thân hai mầm này, cũng để giá là 200 nghìn thôi. Đây. Đóng cả chậu gửi các bác nhé, hàng thuần rồi nhé. Bác nào thích nhổ chậu thì em vẫn nhổ chậu, giá thì vẫn thế thôi, nhưng mà em khuyến khích các bác là đóng cả chậu gửi. Đấy. Cái này cũng hai thân hai mầm, đấy. Mầm này là tạo thành thân rồi, cũng 200 nghìn các bác nhé. Bạch ngọc chân hương. Đấy. Hoa của chân hương thì nó sẽ có màu ánh xanh và có những cái chấm màu đỏ ở lưỡi ấy, đều nhau, nó rất là đẹp các bác nhé. Hoa to và thơm lâu tàn. Đấy. Đặc biệt là cái dòng đặc điểm chung của cái dòng địa lan truyền thống là như vậy. Địa lan xa địa lan là sen xanh các bác nhé. Sen xanh thì là một giống của Trung Quốc. Tuy nhiên nó ra hoa vào Tết nó rất là đẹp. Hoa cánh sen và có màu xanh các bác nhé. Cánh sen tròn đẹp lắm. 100 nghìn một thân. Chậu này có 3 thân thì em tính là 200 này, đóng vào chậu gửi này, 200 này, địa lan sen xanh này. 200. Đây chậu này có 3 thân một mầm này. 3 thân 2 mầm này.
Chậu này 300 các bác nhá. Địa lan sen xanh đây, cây thuần đẹp rồi đây. Hoa to và thơm lại ra hoa dịp Tết các bác nhá. Đây, sen xanh. Nó thuộc dòng dòng xuân lan đấy. Đây. Địa lan thanh ngọc nhá. Địa lan thanh ngọc thì em để với giá 100.000 một thân. Chậu này có hai thân thì là 200.000 này các bác này. Đây. Cây xanh đẹp các bác nhá. Đây. Cây xanh đẹp luôn. Cái này ra hoa dịp Tết, hoa màu xanh. Thanh ngọc thì quá phổ biến rồi, các bác nào chơi địa lan rồi hầu như đều biết địa lan thanh ngọc rồi. Đây. Thanh ngọc này thì em nói thẳng luôn là các bác là hàng tàu các bác nhá. Đây. Em đã trồng thuần rồi. Đây. Cây ổn định rồi, không phải là hàng bịch đen nó dễ chết. Đây. 200.000 cái chậu này các bác nhá, đóng vào chậu gửi này. Đây. Em vẫn có những cái chậu nó nhiều thân hơn nhá. Các bác nào có nhu cầu thì cứ inbox cho em. Đây. Gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo nhé. Giới thiệu các bác một loại địa lan tiếp theo, đó chính là cây địa lan Thanh Vũ các bác nhé. Địa lan Thanh Vũ thì em bán với giá là 200.000 một thân. Cái chậu này có hai thân, một mầm và một thân già thì em để giá là 400 này. Đóng cả chậu gửi này, Thanh Vũ này, cái mầm nó rất là đẹp luôn này. Đây. Đây. Hàng thuần rồi nhé. Đây. Thanh Vũ này thuộc giống địa lan truyền thống và ra hoa vào mùa xuân các bác nhé. Hoa màu xanh, to và thơm, lâu tàn. Ra hoa dịp Tết rất là đẹp luôn. Đây. Cái giống địa lan truyền thống này, Thanh Vũ, Hoàng Vũ, Hoàng Điểm, Trần Mộng các thứ ấy. Đây thì nó cũng thuộc giống dòng truyền thống nhưng mà hoa xuân. Đây. Đây. Các bác nào ở khu vực đồng bằng sông Hồng là các bác cũng rất biết là cái địa lan Thanh Vũ rồi. Em vẫn có những cái chậu to hơn các bác nhé. Những chậu to hơn như này, trồng chậu sứ này cũng có này. Đây. Bác nào mà lấy thì em ship xe cho. Tất nhiên là giá nó sẽ cao hơn. Giới thiệu các bác một cái giống địa lan nữa, đó chính là cây Tiểu Kiều nhé. Cây Tiểu Kiều là một cái giống địa lan thuộc dòng địa lan truyền thống, hoa mùa thu, hoa nó màu xanh các bác nhé, hoa màu ánh xanh và hoa to và thơm, rất là lâu tàn. Đặc biệt cây này cực kỳ dễ sống và đẻ khỏe các bác nhé. Chậu này em để với giá là 220.000 này, Tiểu Kiều này, khoảng chục thân đấy. Tất nhiên là có những chậu to khác thì em vẫn có nhé, bác nào đặt hàng thì em vẫn có đấy. Tiểu Kiều cái này thì nó rất là nhiều các bạn. Hàng phổ thông trong Nam ngoài Bắc đều trồng được các bác nhé. Trong Nam các bác trồng cái cây này nó thích hợp hơn, dễ ra hoa hơn nhé. Địa lan Tiểu Kiều này đây, cái thân củ và cái lá của nó cũng rất là đẹp này. Chậu này 220.000 nhé. Em vẫn có những chậu khác nữa, bác nào có nhu cầu thì chậu khác nữa thì hoặc là to hơn thì em vẫn có các bác nhé. Trong những video thì em sẽ giới thiệu đại diện từng chậu một thôi.